Chứng khoán ngày 8 tháng 1, cổ phiếu ngân hàng bất động sản đẩy VN Index tăng hơn 5 điểm. Trong phiên giao dịch đầu tuần, thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục thể hiện được sức mạnh khi nhóm cổ phiếu bất động sản và ngân hàng thể hiện hết sức ấn tượng. Phiên giao dịch đầu tuần ngày 8 tháng 1, VN Index đóng cửa mốc 1.160,19 điểm, tăng 5,51 điểm, tương đương 0,48%. Ngay từ đầu phiên, sự tích cực đã được thể hiện rõ khi thị trường mở cửa với một khoảng trống giá tăng 5 điểm. Điều này tiếp tục được duy trì khi nhiều nhóm ngành hút tiền tương đối tốt. Tuy nhiên sau đó đã xuất hiện một vài áp lực bán nhất định khiến thị trường liên tục rung lắc mạnh. Mặc dù vậy, đến cuối phiên thị trường vẫn có thể đóng cửa với một mức tăng tốt. Thanh khoản hôm nay có sự cải thiện khá đáng kể khi có đến hơn 900 triệu cổ phiếu được giao dịch. Tổng khối lượng khớp lệnh trên toàn sàn đạt mức hơn 19.000 tỷ đồng. Thị trường mặc dù đóng cửa trong sắc xanh nhưng sắc xanh cũng không quá áp đảo khi có 273 mã tăng điểm mã giảm điểm là 234, còn lại 79 mã đóng cửa ở mốc tham chiếu.